anh trai Say Hi Công Dương muốn độc thân cả đời, thẳng thắn trước lời gạ gẫm. 13 năm làm nghề, Công Dương nói anh miễn nhiễm trước những lời gạ gẫm, tán tỉnh. Nam diễn viên hài lòng với cuộc sống độc thân, không có ý định sẽ lập gia đình. Chạnh lòng khi có người nói đẹp trai mà diễn nhạt quá. Trong phim Mùa hè đẹp nhất, Công Dương đảm nhận tuyến nhân vật chủ chốt, Trọng Nghĩa, chàng sinh viên sống tình cảm, hết lòng vì bạn bè, song bốc đồng và tính tự ái cao. Đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tiên của Công Dương sau 13 năm làm nghề, đồng thời đánh dấu anh bước sang tuổi 30. So sánh với vai diễn Nghĩa, Công Dương tự nhận anh có nhiều điểm tương đồng ngoài đời. Việc hóa thân vào vai diễn lứa tuổi 18 khiến nam diễn viên cảm giác hoài niệm về thời áo trắng. Công Dương sở hữu ngoại hình sáng với chiều cao vượt trội, gương mặt nam tính. Với số đông, đây là lợi thế của một nam diễn viên. Tuy nhiên, không ít người chỉ nhìn vào vẻ ngoài nên dành cho anh định kiến về năng lực. Nam diễn viên nhớ kỷ niệm lúc mới vào nghề. Anh góp mặt vào dự án sitcom 8 văn phòng. Do chưa có kinh nghiệm, cộng thêm vai diễn hài hước không phải sở trường, anh loay hoay thể hiện, để rồi kết quả nhận nhiều lời chê bai. Khi vô tình lướt đọc các bình luận, trai đẹp mà diễn nhạt nhẽo quá, tôi thực sự chạnh lòng. Có giai đoạn tôi hoài nghi bản thân, nghĩ rằng không lẽ tệ đến thế sao. Tôi lao vào học tập, trau dồi để thay đổi. Tôi không muốn là bình hoa di động trong mắt mọi người, anh kể. Trả lời câu hỏi 12 năm nam tiến, bạn thấy được và mất gì? Nam diễn viên ngẫm mình được rất nhiều, từ cơ hội nghề nghiệp, sự nổi tiếng hay đơn giản, cái tên Công Dương ít nhiều có chỗ đứng trong làng giải trí. Đổi lại, anh đánh mất sức khỏe, thời gian, các mối quan hệ với bạn bè, người thân và sự tự do. Nam diễn viên chỉ gặp gia đình 1-2 lần trong 2-3 năm, kể cả Tết cũng không về quê. Những khoảnh khắc tiêu cực, anh rơi nước mắt nhớ bố mẹ, chị gái rồi lại tự nhủ lòng, bằng mọi giá phải vượt qua. Công Dương xem đây là cái giá phải trả khi theo đuổi nghệ thuật. Nam diễn viên có thời điểm nghĩ bản thân tại sao lại thiếu may mắn như nhiều người. Anh từng chạnh lòng khi thấy có trường hợp đồng nghiệp tài năng, không nổi bật, lại luôn được ưu ái trúng dự án lớn, còn mình nỗ lực mãi vẫn chưa được công nhận. Còn giờ trưởng thành hơn, tôi lại nghĩ điều này may mắn. Khi gặp biến cố, bất công làm tôi mạnh mẽ, có sự sâu sắc và nhìn nhận tốt vấn đề hơn, anh kể. Ngoài diễn xuất, Công Dương còn có nhiều tài lẻ như chơi nhạc cụ, nhảy, làm người mẫu, MC. Gần đây, anh tham gia show Anh Trai Say Hi, mong muốn thử thách bản thân với khả năng ca hát chuyên nghiệp. Công Dương nhấn mạnh, âm nhạc là lĩnh vực anh được đào tạo bài bản và là con đường đầu tiên dẫn lối đến nghệ thuật. Nam diễn viên dự tính sắp tới sẽ phát triển song song sự nghiệp ở Thái Lan và Việt Nam. Anh chấp nhận việc đến từng nơi casting, không quan trọng chuyện đậu hay rớt. Mục tiêu là tìm kiếm vai diễn để đời, được khán giả nhớ mặt gọi tên. Thẳng thắn trước lời gạ gẫm. Dù hoạt động khá lâu, Công Dương như đứng ngoài lề showbiz. Anh không muốn đi tìm hào quang, danh vọng, chỉ mong được yên ổn làm nghề. Anh tự nhận khá nghiêm khắc nên đặt ra quy tắc khi làm việc. Nam diễn viên không cho phép bản thân đi sâu vào mối quan hệ tình cảm với đồng nghiệp, tránh nhập nhằng giữa công việc và cuộc sống. Công Dương cũng gặp không ít lời mời mọc, mang tính đánh đổi, song đáp lại là sự im lặng và thái độ dứt khoát từ anh. Tôi luôn thẳng thắn trước những lời gạ gẫm, cám dỗ. Khi ai đó có dấu hiệu, tôi sẽ chặn ngay lập tức, nói rõ suy nghĩ của mình. Tôi không muốn tạo cơ hội cho họ thấy sự mập mờ để lấn tới, anh kể. Công Dương hiện có mối quan hệ tình cảm ổn định. Nam diễn viên không chia sẻ sâu vì muốn đảm bảo sự riêng tư cho một nửa. Anh mong mỏi bạn đời sự trưởng thành, khéo vun vén cuộc sống để cùng gây dựng hạnh phúc. Trước đây, tôi từng đặt mục tiêu sẽ độc thân cả đời. Có thể cuộc sống trải qua nhiều việc, nên cách nhìn nhận, cảm xúc cũng khác. Thay vì bó buộc vào điều không phù hợp, ta nên thoải mái tận hưởng mỗi ngày, anh chia sẻ. Nam diễn viên quan niệm yêu hết mình,
không lo nghĩ chuyện xa xôi hay trách nhiệm, tới tuổi phải cưới vợ, sinh con. Mỗi ngày, anh dành thời gian tập gym, chơi thể thao, đọc sách và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Thay vì đặt kế hoạch lâu dài, anh cố gắng hoàn thành từng mục tiêu trọn vẹn và không nuối tiếc về những chuyện đã qua. Công Dương sinh năm 1994, nói thành thạo tiếng Việt, tiếng Thái và tiếng Anh. Anh từng gây dấu ấn với phim Nhà trọ Ba La Nha, Hãy nói lời yêu, series Tỉnh giấc tôi thấy mình trong ai, đóng cặp Chipu, phim điện ảnh Yêu em bất chấp năm 2018, phim Trạng Quỳnh năm 2019. Anh từng làm người mẫu ảnh, quảng cáo và tham gia đóng phim tại Thái Lan. Ngày mới Nam Tiến, tôi kiếm được 200.000 đồng mỗi đêm đi hát. Vừa tốt nghiệp cấp 3, Công Dương chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh học nghệ thuật, đóng tiền trọ 1 triệu đồng mỗi tháng, được trả 150.000 đến 200.000 đồng cho mỗi đêm hát cả chục bài. Công Dương coi anh trai Say Hi là cơ hội thử thách bản thân. Trai đẹp Công Dương dự đoán sẽ là một trong những ứng cử viên toàn năng. Công Dương là một diễn viên trẻ và tài năng, hoạt động trong ngành giải trí cả ở Việt Nam và Thái Lan. Trở lại lần này với chương trình truyền hình thực tế Anh trai Say Hi, Công Dương cho biết, sau thời gian dài cân nhắc, Dương quyết định tham gia Anh trai Say Hi. Đây là cơ hội để mình thử thách bản thân khi lần đầu tiên đến với một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc. Ban đầu cũng có chút do dự và áp lực vì format của sân chơi hoàn toàn mới, chưa từng có ở Việt Nam. Nhưng Dương tin rằng đây sẽ là cơ hội để mình đến gần hơn và chứng minh khả năng với khán giả. Chia sẻ thêm với truyền thông, anh cũng nhấn mạnh âm nhạc là lĩnh vực anh được đào tạo bài bản và là con đường đầu tiên dẫn lối đến với nghệ thuật. Vài năm gần đây, các dự án diễn xuất và hoạt động nghệ thuật khác khiến lịch trình của Dương khá dày và phải tạm gác lại đam mê này. Lần này đến với Anh trai Say Hi, Công Dương hy vọng đây sẽ là bước đệm góp phần định hình lại cái tôi cá nhân trong âm nhạc, thuyết phục các khán giả. Khi được hỏi về sự cạnh tranh trên sân khấu của Anh trai Say Hi với các nghệ sĩ lớn khác, Công Dương đã tỏ ra khá tự tin vào khả năng âm nhạc và biểu diễn của mình. Không bó hẹp bản thân, thông qua Anh trai Say Hi, Công Dương muốn lột xác bản thân để tiếp cận khán giả với đa dạng hình ảnh, phong cách mới. Với kinh nghiệm gần 15 năm luyện tập thanh nhạc, diễn xuất và vũ đạo, Công Dương được nhiều khán giả kỳ vọng tiến xa trong chương trình lần này.